Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Quân Cầm Kilo. Hôm nay lên sóng để giới thiệu các bác 5 con vang số X8 và mã là K7, BF Audio K7. Đây là dòng thương hiệu của BF Audio quá nổi tiếng. Dòng BF Audio thì các bác biết rồi, ở Việt Nam cũng phân phối hàng mới. Thì cái hãng này là một trong hãng chính hãng và họ vang số họ chuyên thuê X Vina sản xuất, chất lượng rất là cao. Thì đây hôm nay em về hàng bãi được 1, 2, 3, 5 con K7, tức là 5 con X8 đấy, mặt xanh dương nhé, quắc xanh. Đấy, cái này nhìn rất là quen thuộc, đó là anh em họ hàng nhà X. Và tất cả những hãng vang số liên quan đến X thì gần như các bác đọc các diễn đàn của China thì đều thuê X sản xuất. Đây em soi ruột cho các bác xem, đây là hình thức này. Con này chạy phần mềm riêng, đấy, phần mềm khác bác nhé, phần mềm khác. Còn kết cấu thì là vẫn là họ hàng nhà X, vì chống hú thì vẫn làm như thế thôi, không có gì là khác cả. Đấy, đặc biệt là ở con này thì hãng cải tiến rất là rõ, bo mạch chống kiểu màu xanh của X5 Vina vậy. Bác để ý nhá, bác để ý chưa? Đấy. Con sò 4 chân, con diốt định nguồn đấy, sò định nguồn đấy, 2. Ở đây một con nữa là 3. Đấy, những con sò này ít khi bị lỗi. Thì con này thì về rất là ít hàng. Hôm nay em về lẫn ở cái lô cùng lô X10 này, rất nhiều, hơn 50 con X10. Thì có 5 con. Có 5 con thôi, con này. Có 5 con. Thì con này thì các bác cho chất lượng nhạc và có hai đường mic riêng biệt. Chất lượng nhạc hay và có hai đường mic riêng biệt. Thiết kế sơ bộ giống ruột giống X5 Vina bản quyền. Nhưng không phải X5 đâu nhé bác nhé. Nhìn tụ nghiêng ngả này là nó cũng là bản thường thôi, X bản thường. Thì chất lượng nhạc đời này cũng đã cải tiến rất là nhiều rồi. Thì con này nói luôn em thanh lý chưa các bác là chỉ có 2.700.000 một con, bao ship, bao zin, tặng khiển và dây rắc nhá. Khiển này, dây rắc đầy đủ cho các bác. 2.700.000 một con, bao ship. Sạch đẹp. Đấy, bác nào mua thì liên hệ em để các bác chơi Tết, chỉ có 5 con duy nhất thôi. Tất cả những con này thì em sẽ tặng khiển và vệ sinh. Đây là những con hàng mà em chưa vệ sinh đâu. Đấy, nhưng mà mở lắp ra để kiểm tra xem có zin hay không. Có zin thì em sẽ bao zin cho các bác. Đấy, những con này là trang 100% là zin. Đấy, đã kiểm tra hết rồi. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ em với số điện thoại 0988 322 666 giúp em. Bây giờ các bác nghe thử tiếng mic nhé. Đời này là hai mic riêng biệt và phần mềm chạy khác. Đấy, gọi X8 hai đường tiếng đấy. Lịch 1, 2, 3, 4. Alo. Chú Quỳnh ở gốc cây đa và sau đây Phúc hát tình ca bắt đầu. Rất là hay phải không ạ? Tiếng nghe cô, tiếng gì vừa rất là dày. Thường những sản phẩm như này thì là em về em sẽ thanh lý cho các bác, giá rẻ thôi. Còn này chỉ lấy công các bác vận chuyển về. Đấy, 2.700.000 bao ship, dây rắc đầy đủ cho các bác. Đấy, các bác mua thì liên hệ em số điện thoại 0988 322. Các bác nghe thử đoạn nhạc nhé, test nhạc ở con vang số này. Vâng, ở con này các thứ chức năng đều là làm rất là sắc nét. Đấy, các phím bấm nhẹ nhàng, nhỏ gọn, không thô, không làm nổi hẳn lên như dòng X kia. Đấy, còn nút escape nó zoom lại thì vẫn giống như dòng X thôi. Con này thì là cải tiến hơn một chút về chất lượng mic so với X5, X6. Đấy, còn về chất lượng nhạc thì em nghĩ là còn xa, còn X10 bên Go xa. X10 Mango vẫn là một sự đẳng cấp. Con này thanh lý cho các bác là 2.600.000 thì không bao ship, 2.700.000 là em bao ship, tặng khiển và dây jack đầy đủ nhé. Bác mua thì liên hệ em theo số điện thoại 0988 322 666 cho em. Sẽ tự test thử một đoạn karaoke cho bác nghe. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn.
em thương sang tí mặt lòng, anh thương màu áo trắng tan trường hoa áo tung tan. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày cưới trên đường hoa thiên cung trời. Mùa thi năm quen xong em theo chồng giữ lại về bằng nắng nóng nơi xa. Từ đầu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc nhân công đời vội vàng chi lắm em ơi. Chiều đời không là mơ như lời thơ ngày đó, trường đời ôi lắm đôi trôi. Bằng nắng hoa tím buồn trên con đường giờ đây, anh cô đơn lối này. Các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh cho em. Con này em bán 2,7 triệu nhé, bao ship tặng kiển giấy chắc đầy đủ. Bác nào mua thì liên hệ số tại 0988 326 66 giúp em.